Thưa quý vị, tuyến đường sắt đi qua địa phận quận Thanh Khê có tổng chiều dài hơn 3,8 km, trong đó có 670 m từ đường Hà Huy Tập đến đường Thuận An 6, thuộc địa phận phường Chính Gián. Hiện chưa có rào chắn bảo vệ an toàn hành lang đường sắt, gây ảnh hưởng đến hoạt động dân sinh. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những đứa trẻ vô tư nô đùa trên đường ray tàu lửa. Băng gan đường sắt khi tàu hỏa sắp đến gần. Dựng lều quán để vật dụng, trồng cây lấn chiếm an toàn hành lang đường sắt thường thấy ở khu vực này. Người dân cho biết trên đoạn chưa đến 1 km này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người và bị thương nhiều người. Cũng đã có một vài vụ. Có nghĩa là những người mà họ tàn tật hay là say xỉn ở các thứ thì cũng có va chạm và đã cũng có 2 trường hợp tử vong. Trên cái đoạn đường này từ chắn Hà Huy Tập về đến chắn Lê Độ. Đó. Còn những người mà ngã nhưng mà không ảnh hưởng đến tính mạng mà coi như là thoát được. Thì nói chung là những cái đó là nó là cái sự may mắn. Thì nói chung là dân, toàn bộ dân ở đây đều mong muốn có cái hành lang an toàn để bà con người ta yên tâm hơn. Những năm qua, ngành đường sắt đã phối hợp với Ban An toàn Giao thông thành phố, đầu tư xây dựng đường gom, hàng rào cách ly tại một số đoạn, mở lối đường gom dân sinh có gác chắn giao nhau với đường sắt qua địa bàn phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Tuy nhiên, đoạn 670 m còn lại đi qua hai phường Chính Gián và Xuân Hà vẫn chưa có kế hoạch triển khai nên còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ở đây thì cũng tai nạn nhiều lắm, bởi đó chuyện có hành lang thì cũng tốt thôi, dân đồ đi gây lạ thì cũng giao an toàn hơn. Cái chủ trương là di dời đường sắt á, thì cũng gần 20 năm nay rồi, thì người dân cũng đang mong mỏi để mình một là có phương án thứ nhất là di dời đường sắt. Hai, nếu giữ đường sắt, tiếp tục giữ đường sắt để đi vào trung tâm thành phố thì nên có cái hướng như chỉnh trang cái đường sắt đó, và để có cái hành lang bảo vệ. Như cái tình hình mà cái đường sắt như thế này cũng phức tạp thì sớm muộn thì nó cũng có xảy ra tai nạn.